Chim Quyên xuống đất ăn trùng, anh hùng lỡ giận lên rừng đốt than. Không biết nghề than có từ khi nào, nhưng cái mặc cảm thấp hèn của người làm than, cái bạc bẽo của người đời dành cho nghề làm than thì ai cũng cảm nhận được. Trải qua bao cuộc đổi thay, liệu hậu nhân của nghề hầm than có thoát khỏi số phận đen đủ ấy? Bao đời nay, các công đoạn để chế biến từ củi ra than hầu như không thay đổi. Từ thanh củi được cắt đôi ra, rồi từng tự xếp vào lò và cuối cùng là nung đốt. Cái khác là theo thời gian của nghề hầm than là lò nung to lớn hơn, kỹ thuật đốt than cao hơn và những tranh cãi về sự tồn tại của nghề truyền thống này lại càng dày hơn. Đứng trước sự phát triển, sự đối lập đó đang đặt cái nghề được xem là lỡ giận này, cũng như những con người cả đời gắn chặt với khói bụi trước nhiều thách thức trong cuộc mưu sinh của mình. Ở xóm than ngã tư tiệm rượu, anh em ông Nguyễn Nhân Sữa là những người đầu tiên chuyển đổi từ nghề làm nông sang nghề hầm than. Xuất thân là nông dân, đâu phải ai cũng dám thực hiện cuộc đổi thay. Nhưng ở cái xứ Châu Thành, đất thì đâu có nở ra, mà người thì ngày một đông. Nên theo thời gian, đất sản xuất cứ teo tóp dần. Mỗi gia đình chỉ còn vài công đất, thì không sao sống nổi. Vậy là bao nhiêu vốn liếng dành dụm bấy lâu, ông đều dồn vào những cái ụ gạch chỉ vài chục mét vuông. Trông có vẻ thô sơ, nhưng để có một lò than cỡ 60 cm như thế này, chủ lò phải cầm trong tay ít nhất trên 100 triệu đồng thì mới dám mơ đến cái nghề lọ lem. Bởi đầu tư một lò than cũng ngót nghét 50 triệu đồng, 50 triệu để mua củi làm than và củi hầm lò, cũng tương đương gần ấy là để làm vốn lưu động. Vì mang tiếng là chủ, nhưng người hầm than luôn phải chịu cảnh mua củi trả tiền mặt, còn than thì phải bán chịu cho thương buôn. Được tiếng là nghề thủ công nghiệp, nhưng họ cũng đâu khác gì những nông dân tay lắm chân bùn. Mà đa số là dây tiền nhà nước là nhiều. Bây giờ lò này là chú, tôi dám nói là 10 cái lò là dây hết, 10 cái thôi chứ đừng nói chín. Không có ông nào nó không dây tiền nhà nước mà. Một khi đã thế chấp chỗ đỏ trong ngân hàng, thì dù thế nào đi chăng nữa cũng phải sống chết với nghề. Dòng sấy cuộc đời của họ cũng bắt đầu từ đây. Cây củi muốn thay đổi giá trị thành than, phải có quy luật của nó. Bước vào nghề than cũng vậy, mỗi năm một lò than có thể làm 5 mẻ. Than có giá thì lãi 5-7 triệu đồng một mẻ, còn xuống giá thì quá què hoặc lỗ. Thế nên sở hữu một lò thì khó sống, và lần lượt những lò than mới nối tiếp ra đời. Có lẽ vì vậy mà từ khi nghề than bắt đầu bám rễ vào vùng đất ngã bảy Châu Thành vào khoảng thập niên 80 của thế kỷ trước, toàn tỉnh chỉ có vài chục miệng lò, thì hiện nay có trên 800 lò, là sinh kế của khoảng 500 hộ dân và hàng ngàn lao động. Địa bàn thì mà một cái nữa, ngày nào cũng có địa bàn điều gắn nha. Giờ này không à, không làm gì đâu. Cũng mấy chục năm rồi cũng làm nghề này không à. Thế đâu có bỏ là chết sao? Chết thì chưa ai chết, nhưng cái nguy hiểm của nghề than thì không ai bàn cãi.
Ngày này qua ngày khác, người làm than chiêu đùa với lửa nên ắt có ngày phải bỗng tay. Đây là những gì còn sót lại của một vụ hỏa hoạn ở xóm than lâu đời nhất huyện Châu Thành. 8 căn nhà và 10 miệng lò, tương đương với số tiền tỷ trong phút chốc đã tiêu tan. Trong số những gia đình bị thiệt hại nặng nhất là hộ ông Ba Chân, là người đầu tiên mang cái nghề hầm đen đúa của vùng rừng Đước Cà Mau về xứ Châu Thành. Sáu mươi lăm tuổi với 40 năm sống bằng nghề than, và cũng chính vì nghề than mà ông đã mất đi một ngón tay của mình. Đối với ông, đó như là một chuyện thường tình. Chú thì có bị lần thôi, bị lần là không phải chú mà đang làm, nhưng mà bước ta làm rồi thành ra thấy cái cây bàn cưa nó không được chắc, thành ra chú cầm cây chú cột rồi nó quơ cái lưỡi chúng. Còn thường chúng nhẹ thì cũng nhẹ gì cũng phải bằng đứt tay nặng đó là nhẹ, bị máy móc mà. Tay làm hàm nhay, cuộc đời của những người làm nghề hầm than giống như vòng quay của chiếc máy cắt củi này. Có quay mới cắt được củi, cắt được than. Để rồi một ngày lưỡi cùng không còn sắc bén trở thành phế liệu. Tuy làm việc trong môi trường độc hại, nhưng người lao động cũng không cần đến dụng cụ bảo hộ cho mình. Có lẽ vì cuộc mưu sinh, người dân đã quen với nguy hiểm, độc hại mà không hề băn khoăn, lo sợ. Sợ mới vô sợ chứ quen rồi không sao chứ. Quen rồi nó cưa, mất chuẩn biết rồi đâu có cần nữa. Sợ củi nó văng này kia, lấy ẩu văng thôi chứ cưa không có chứ. Có những trường hợp là cô chú khoảng 50 đến 60 tuổi là bị những cái bệnh về đường hô hấp như là hen. Mà hen là gọi là hen nặng, thì gọi là hen bậc 4. Thì thường lên cơn rất là nhiều, khi buổi tối lên cơn phải lên đây phải cấp cứu. Có khi thỉnh thoảng là một tháng cấp cứu 2-3 lần, có khi một tuần cấp cứu 2 lần cũng không chừng. Bệnh chữa rồi cũng hết, bệnh đâu có đáng sợ bằng những lo lắng vật chất của đời thường. 2 năm sau ngày xảy ra hỏa hoạn, 6 lò than bị cháy của gia đình ông Ba Chân đã hồi sinh trở lại. Nghĩ cho cùng, đó cũng là con đường duy nhất để họ tiếp tục mưu sinh. Nếu như ở những nơi làm ruộng rẫy, con cái thành gia thất, tài sản lớn nhất cha mẹ cho con là ruộng đất. Ở chợ thì người ta cho nhà cửa, còn ở xóm than thì chỉ có lò than. Ông Ba Chân có 5 đứa con, thì cả 5 đứa đều sống bằng nghề than. Anh Thân, người con cả của ông, có 2 đứa con gái, và dường như tương lai của chúng nó đã được định sẵn trong suy nghĩ của anh. Thấy cái nghề này trước mắt thì cha mẹ là cực quá rồi. Rồi dơ dái nữa. Mần rồi bụi bặm cũng thấy không? Bụi người nào nói đen thui. Nhưng mà cũng phải làm. Bây giờ anh thì có 2 đứa con gái, rồi mình cho nó làm, nó có đồng tiền riêng của nó để nó xây xài. Nếp nhà như một sợi dây vô hình buộc chặt số phận thế hệ đi sau vào cái nghề của cha mẹ. Xóm than nào cũng đều như vậy, con cái học hết cấp 2 hoặc hết cấp 3, phần lớn đều nghĩ để được lấm lem. Quy kết nghề than là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến môi trường và sản xuất là không sai. Ngay cả người trong nghề cũng cảm nhận được, bởi đâu có chỉ có con người mà cả nhà cửa, chòm xóm đều nhóm màu than. Nồng độ khí thải vượt chuẩn cho phép đến 7 lần, ngày ngày bám chặt vào hơi thở của những cuộc đời làm than và con cái của họ. Những đôi mắt hồn nhiên đâu thể nào biết được
những làn khói bên nhà cùng với chúng lớn lên lại là những thứ đáng sợ đeo bám vào cuộc đời chúng sau này. Nói chung trong giờ dạy có đôi khi là học sinh nó ngợp, mà ngay cả bản thân tôi cũng thấy ngợp. Nó tỏa cái mùi là rất là khó chịu. Chấp nhận đen đúa thấp hèn là để con em sung sướng hơn. Khối than làm tổn thương những đứa trẻ, làm tổn hại hàng xóm, âu cũng là do lực bất tòng tâm. Bởi vậy, khi nghe cơ quan môi trường nghiên cứu tìm các giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm khói bụi do các lò hầm than gây ra, người làm than ai cũng mừng. Mừng vì cái tai tiếng đầu độc môi trường sẽ không còn nữa. Xóm riền lại tối lửa tắt đèn có nhau, và sâu xa hơn là cái nghề tra truyền con nối này không phải thấp thỏm lo âu vào một thời gian nào đó không còn được hoạt động. Bao nhiêu hy vọng của người làm than đang lớn dần thì chợt tan biến bởi chi phí lắp đặt một hệ thống xử lý khí thải cho một lò than lên đến hàng chục triệu đồng. Chắc không dễ gì đâu. Vốn còn không đủ mặn nữa, nó chi mà quá trời số tiền lớn thì đâu có làm nổi. Đây là một cái bài toán hết sức khó và tốn nhiều thời gian. Có thể là phải nghiên cứu nó kỹ, so sánh giữa cái hiệu quả kinh tế xã hội rồi với môi trường. Xem thử là bây giờ là cái bài toán đó đặt ra xem thử là nên hay không nên. Hay là có một cái giải pháp là chuyển đổi ngành nghề cho người dân nó tốt hơn. Về căn cơ hơn mà có lợi cho môi trường, có lợi cho sức khỏe của người dân hơn. Bỏ không nổi đâu. Bây giờ thí dụ như tôi làm lò, giờ nhà nước khuyến khích, bây giờ đồng loạt nhà nước cấm là người ta bỏ đó, người ta chịu đó. Nhưng mà đòi hỏi bây giờ nếu ông nhà nước mà nếu mà muốn cho người ta giải thể lò than này là ông nhà nước phải lo cái nguồn sống cho người ta, phải lo công an chuyện làm cho dân. Tôi nói là hết trơn, ở đây là mấy trăm nóc da đây, người ta sống người, thậm chí ở các nơi về đây người ta cũng làm thuê làm mướn cho cái lò người ta sống. Mà bây giờ mà nếu cấm hẳn hết trơn rồi, bao nhiêu dân đang ta đi làm gì đây? Lời của một người đã hơn nửa cuộc đời gắn bó với nghề than như ông Tư Sửa, phải chăng là tiếng lòng của những người làm than? Đã đôi lần, ông Tư Sửa muốn giả từ cái nghề lương thiện mà lại lắm tiếng tai để trở về với miếng giường mảnh ruộng ngày xưa. Ngặt nỗi mấy lần cải tạo lại khu giường là bấy nhiêu lần thất vọng. Bưởi, sầu riêng và đến bây giờ là mít, vườn cây đang tươi tốt nhưng không biết sẽ chết yểu khi nào. Lửa có thể biến thanh củi tưởng như bỏ đi trở thành hòn than hữu dụng. Nhưng làm sao có thể thay đổi mặc cảm đen đúa của bao nhiêu con người đã gắn đời mình với kiếp than?